Xin chào, Tomato Hường đã quay lại rồi đây. Trong video này Hường sẽ hướng dẫn mọi người cách kết nối PayPal với tài khoản ngân hàng để mình rút tiền từ PayPal về ngân hàng của mình nha. Sau khi đăng nhập vào PayPal, ở giao diện này thì mọi người bấm vào một wallet. Đây là cái ví của mình. Ở đây thì mọi người sẽ thấy là nó có link debit or debit credit card, tức là cái này là mình add cái thẻ vô để là khi nào mà nếu mà tiền ở trong PayPal mình không có, mình mua cái gì thì nó sẽ trừ tiền ở trong cái thẻ ngân hàng của mình, là thẻ Master hay thẻ Visa gì đó. Như Hường đã add sẵn một cái thẻ rồi nè, thẻ Master card hoặc thẻ Visa, add được 2-3 thẻ gì đó. Còn nếu mà mình muốn rút tiền từ cái ví PayPal về thì chúng ta sẽ bấm vào link ở bank account, tức là chúng ta kết nối với một cái tài khoản ngân hàng. Mọi người nên nhớ là cái tài khoản ngân hàng nha, tài khoản khác cái thẻ. Đấy thì khi mà chúng ta bấm vào đây thì ở đây tên ngân hàng, ví dụ Hường muốn rút về Vietcombank thì Hường để là tên tiếng Anh ngân hàng Vietcombank ở trên mạng, thì mình sẽ thấy nó là tên John Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Việt Nam này. Là John Stock Commercial Bank Foreign Trade Việt Nam này. Nó là Swift Code thì chúng ta sẽ gõ tiếp mã SWIFT code ngân hàng Vietcombank thì chúng ta sẽ thấy cái mã nó là đây. Đấy. Hoặc là muốn kiểm tra nữa thì chúng ta sẽ mở một cái link khác chúng ta kiểm tra. Cái mã này phải cẩn thận, người ta có gửi về đúng cái ngân hàng của mình hay không thì chúng ta phải gõ đúng cái mã SWIFT code. Mã SWIFT code ở trên thế giới mỗi ngân hàng chỉ có một mã, giống như mỗi người có một cái số chứng minh nhân dân thì ở trên thế giới mỗi ngân hàng có một cái mã SWIFT code riêng. Nếu mà mình gọi sai thì họ gửi về nhầm ngân hàng đó. Chúng ta phải gọi cho thật đúng. Rồi account number chúng ta sẽ để số tài khoản của mình vô, đi số tài khoản của Hường vào rồi ha. Sau đó chúng ta bấm vào chữ link do bank, bấm vào đây xanh xanh. Rồi nó bảo là nó đã kết nối rồi, bấm đăng. Rồi bây giờ làm thế nào để chuyển tiền về, làm thế nào để chuyển tiền về ngân hàng Việt Nam Vietcombank Hường vừa kết nối, thì chúng ta ra lại giao diện màn hình chính, chỗ này có cái chữ transfer fund, chúng ta bấm vào đây. Rồi nó hỏi là có phải là chuyển về ngân hàng này hay không, thì ok mình bấm nhấp vô cái ngân hàng. Chúng ta có thể add vô một vài, nhưng mà Hường add mới có ngân hàng John Stock Commercial Bank nên là Hường để nó. Thực ra thì chúng ta add rồi chúng ta vẫn có thể xóa nó đi ha, hồi nãy Hường xóa nó đi rồi. Rồi chúng ta bấm next. Sau đó chúng ta bấm next. Rồi chúng ta sẽ thấy nè, cái balance tức là số dư của Hường 3.600, đây nó sẽ đổi cho mình là nó sẽ đổi thành 82.350.000 với tỷ giá 1 đô đó là 22.787. Nó sẽ chuyển hết luôn cho mình. Đấy, với cái phí là một lần như vậy là phí của nó 60.000. Phí một lần chuyển là 60.000 với tỷ giá 22.787 ha. Ok, sau đó chúng ta bấm vào đây là nó sẽ chuyển về cho mình. Nhưng mà Hường không có muốn chuyển hết, để sự Hường giờ Hường cứ để ra đây, Hường không có nhu cầu chuyển tiền về nên Hường chuyển thử 50 đô cho bạn coi thôi. 50 đô rảnh nhỉ, tự nhiên tốn 60.000. Thôi kệ, chuyển đi. Đây phí của nó là 60.000, vẫn là 60.000 và tỷ giá vẫn là 22.787. Nó sẽ chuyển về là 1.139.000. Rồi Hường sẽ bấm transfer. Rồi ok, nó đã transfer rồi. Khoảng cỡ 1 đến 2 ngày nó sẽ chuyển về tới tài khoản của Hường, có thể là sớm hơn đấy. Dạ. Như vậy là Hường đã bị trừ mất 50.000, 50 đô. Ok. Hường vừa hướng dẫn mọi người xong cách chuyển tiền từ PayPal về ngân hàng
địa phương, có thể là Vietcombank, Techcombank gì đó. Tuy nhiên là mọi người lưu ý, nó cứ tốn phí như vậy đó. Nếu mà khoảng cỡ một vài đô, các bạn có 5, 7 đô, 10 đô vài chục đô thôi thì có thể là đổi, Phương sẽ giúp các bạn đổi để các bạn đỡ mất phí thôi. Ok, nhắn tin cho Hường ở trên Facebook nếu như các bạn có nhu cầu bán một ít đô PayPal ha, hoặc là các bạn mua thì Hường cũng có thể bán cho các bạn một ít, san sẻ thôi chứ Hường không kiếm lợi, không có lấy lợi nhuận từ việc mua bán PayPal đâu. Hường giúp cho các bạn đổi từ những cái khoản tiền nhỏ thôi, và chuyển bằng hình thức là chuyển cho bạn bè người thân thì Hường mới nhận, còn chuyển cho chuyển qua hình thức là mua bán thì Hường không nhận. Như vậy để đỡ mất thời gian thì mọi người xem các video hướng dẫn về cách chuyển tiền ở trên kênh YouTube của Hường để mà Hường chuyển cho nhanh ha, chứ không Hường không trả lời lung tung rồi đâu, rất là mất thời gian. Hường giúp cho mọi người chuyển thôi chứ Hường không có lấy lời từ việc này. Ngoài ra thì nếu như các bạn muốn Hường đổi với tỷ giá tốt hơn một chút thì các bạn hãy comment bình luận bất cứ một cái điều gì đó dưới cái video này. Hường sẽ cảm thấy rất là vui nếu cho các bạn bình luận một cái điều gì đó dưới video này, nhấn subscribe kênh, nhấn like video và chia sẻ video này cho bạn của bạn nếu như bạn thấy hữu ích ha. Ok, nhớ subscribe kênh của Hường, hẹn gặp lại các bạn sau, xem dưới phần mô tả sẽ thấy Hường ha.